anh em thì gặp nhau ở cà phê, Nhân nói về Cần Thơ, lại nói về Tây Đô, thì mới nói đến người đẹp. Thì anh Bình mới giới thiệu con với má là chúng con đến là với má là đẹp nhất, là gọi là đến để thăm người đẹp. Thế nhưng mà con mới nghe thoáng câu chuyện ban đầu của má thôi, thì con biết má không những chỉ là người đẹp mà hình như còn là người đẹp cách mạng, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. À, dân kháng chiến mà. Dạ. Kháng chiến. Dạ. À, tức là như vậy thì đánh Pháp á thì mình còn nhỏ, nhưng đánh Mỹ thì mình cũng đi hơi sớm, hơi sớm một chút. Dạ. Nay má là 78 thôi. 78. Dạ. À, má đi hồi đó là hồi năm 1957. 57, má sinh năm 40. Là như vậy là đi năm 57. Lần quần 57 tham gia rồi. Rồi cho tới bây giờ. Dạ. Cho tới bây giờ 61 năm. Rồi vào thì hồi đó rồi vào đảng thì năm 61. Được 55 tuổi đảng rồi. Đúng không? Gần tới 60 rồi, gần tới 60 tuổi đảng rồi. Thế thì nói chung là đi vậy đó. Từ đó tới năm 60 là coi thoát ly gia đình ra đi, không còn. Năm 7 thì lòng vòng ở quận, ở xã rồi đó. Nhưng mà đến năm 60 là mình đi lên công tác phụ nữ của tỉnh Cần Thơ. Cho đến vòng vòng rồi đổi qua, đổi lại, đổi tới, đổi lui á. Cho tới giải phóng ở đây hoạt động. À, đã vậy thôi. Chứ không có gì nữa, thì từ cất cánh đến hạ cánh là rất an toàn, không có gì hết. Không có gì hết. Vui lắm. Đi thời gian mà má hoạt động mà chưa tới giải phóng ấy, thì Cần Thơ này là vẫn đang là vùng tạm chiếm, đúng không ạ? Vùng của chính quyền Sài Gòn ấy, thì khi đấy là mình sẽ là ở căn cứ hoặc là những cái vùng giải phóng. Thì khi đấy thì con biết là trong những vùng đấy là rất là khó khăn. Thì má là một phụ nữ mà xinh đẹp như này, sao má lại chọn cái con đường đi lên ở cái căn cứ, cái khu rừng cho vất vả chi? Má không ở thành phố này, ở Cần Thơ này, Tây Đô này, hoặc là về Sài Gòn, ví dụ thế chẳng hạn ạ. Thì ai cũng có một cái lý tưởng riêng. Mà tôi đi như vậy đó thì cũng là do một cái động cơ là gia đình mình, gia đình cách mạng. Thành thử ra đó là mình nối gót theo cha mẹ, anh chị. Thành ra là đi thì lúc bây giờ là thuộc về con gái út của nhà, được cưng lắm. To lớn mà vẫn còn đút ăn, chích thuốc vẫn còn cầm tay. Nhưng mà thích quá cái chốn ba mẹ đi. Trốn đi thì theo, tức là đi theo anh em người ta đi. Lúc đó đi khỏi nhà mình đó là năm 61, vậy là không có cha mẹ không biết, anh chị cũng không biết, chỉ có tổ chức biết thôi. Má khóc, má kiếm, mà mình thì không có, coi như không, chưa có dứt sữa đó. Mình lại mê má, mê gia đình lắm, nhưng mà đi vậy đó, bỏ ra đi, không ai nghĩ rằng mình đi. Khóc thì má nói tao phải biết nó đi, rằng tao cho nó tiền, chứ nó đi tiền đâu nó xài. Còn ba thì ba nói tôi thì hơi biết, nhưng mà tôi không cản, tôi động viên cho nó đi. Còn bà bị cưng mà, thành ra bà nói tôi không có muốn cho nó đi, cực khổ chết chóc này kia. Lúc bây giờ là tôi đi lên tỉnh là đi ngang cái trận mà mấy con biết là cái trận Trà Đạp đó, cái trận mà đánh đầu tiên Trà Đạp mà
bà chết rất là nhiều đó. Là cái trận đó đó là 61 ha. Thì đi ngang đó còn cỏ nó còn bị máu còn còn bị nó bị chết rồi này kia lấy rồi cỏ nó còn bầm dập nó còn hồi đó đi đi đường tắt đường đường ruộng không chứ không có đi cái đường ngoài được giao liên nó dẫn mình đi nhưng mà đi ra mấy cưng biết làm sao không trời ơi đi vô rồi gán mà hòa nhập với người ta mình hòa nhập không được tại ở nhà thì mình quen cái thói con cưng rồi đi vô trong đó thì lùi ngủ với người ta ngủ không được mà không lùi ngủ với người ta thì lấy đâu mà ngủ lùi vô mà mình tôi hòa nhập hay đó tôi lùi tôi vô tôi ngủ nước đáy nước gì tôi cũng ngủ được nữa bị giờ còn nhỏ nó mê ngủ lắm nó mê ngủ thành ra chui vô đó đó là ngủ hùng dơ giấy kệ mình ở nhà ngủ có mình quần áo của tôi mà phơi ai đem vô phải máng thẳng không máng thẳng là tôi giận lắm á nhưng mà bây giờ vậy làm sao mình đã xác định rằng mình chịu đi theo rồi theo cách mạng rồi là gì á là mình lúc đó thì nói chung là cái ý chí cái ý thức rồi nó cũng không bao nhiêu nhưng mà gia đình của mình nó thúc đẩy rồi mình càng thấy được cái chuyện mà hy sinh chết chóc rồi này kia đó rồi càng ngày mình sao có cái căm thù lên không hiểu nữa trong khi mình sống sung sướng vậy nè mà mình không có chịu mà mình đi vô đó thì cũng như mấy cưng hỏi tại sao mình nghĩ vậy không có nghĩ gì hết không nghĩ gì hết quần là áo lụa gì không có nghĩ gì hết nhưng mà đi vô trong đó đó mấy cưng biết làm sao vô đó rồi cái có lúc thì vui có lúc thì mình buồn nhớ mẹ nhớ cha nhớ anh em nhớ cái sinh hoạt của mình phải chịu có bữa ăn cơm nguội bữa ăn cơm sống bữa ăn cơm khét bữa không có đồ ăn bữa đó thì ăn rau ăn muối ăn này kia vẫn vô ăn như thường không có nghĩa là ngại ngùng gì hết không có chê không gì hết á tại hòa nhập nhưng mà có một cái nó không có nhập được là đi vô đó cứ người ta mình không có được nằm võng không có được ngồi trước đâu người ta nấu cơm thì mình nấu mình cũng dọn dẹp mình cũng làm vậy nhưng mà chiều lại đó là bị phê bình là tiểu tư sản mấy cô mấy cái chị mới nói thôi bây giờ đem lấy dao chặt nó làm sao đi chứ giờ cái tướng của nó vậy nó cũng bận đồ rách rưới chứ nó cũng đâu có bận cái đồ tốt hơn ai đâu mà cứ phê bình tiểu tư sản hoài nhưng mà tội đó là mình giặt đồ á là mình đem mình phơi là mình vuốt mấy cái đinh này là đâu đó cho nó thẳng xong rồi đem vô mình xếp nó chỉ có là ngang vậy thôi xếp thẳng vô một cái không có ba lô mà một cái bị như vậy là mình gói lại là thẳng băng cái mình nằm đem ra mình đi mặc đồ thẳng băng à cũng giải cũng giống người ta mà người ta bèo nhèo mà của mình nó thẳng rồi cái tướng tá là sao không biết mà cứ phê bình hoài tôi nói thôi đem chặt bỏ tôi chơi rồi đi à, chứ bây giờ để tôi mà cứ phê bình tôi hoài tội nghiệp án gì tôi cũng ăn mà lội bao nhiêu đường đồng thì tôi cũng lội mấy cưng biết có bữa là đi suốt đêm mà đi mình cảm nhận như là dưới chân mình đạp cất heo trên đường lộ vậy đó nhưng mà vẫn đi mình vẫn ốc mình mới người vẫn đi rồi cái tới chừng mà nói là nghỉ chút xíu á thì nằm bỏ cái gói vô dựa vô gấp chuối về ngủ rồi mà mai là mình đi ngay chính giữa ta đi làm sao ta đá ta kêu mình thức dậy đi vậy đó kẻ tuổi cỡ đó là ăn với ngủ không có gì chân á nhưng mà đi vô rồi làm mà làm giỏi nghe thân gì làm được cái đấy thân gì làm được cái đấy mà người ta càng phê bình mình thì mình càng đó là củng cố lại cái niềm tin của mình hơn nghĩa là mình làm sao á là bây giờ đừng để cho người ta nói nữa mà đâu có làm sao được mấy cưng biết là năm 60 sáu mấy thì
thì tôi là tướng như thế nào, phải không? Người đẹp ra làm sao? Không mà thì đi mà vậy đó. Mà tự tin mà nói là không, mình phải tự tin, mình phải tự tin chứ không phải không tự tin được. Nghiên đức nghiên thành. Ờ, nghĩa là thời kỳ đó đó người ta chê là tiểu tứ sàn thôi. Là không phải ta chê là cây tre miễu coi như cao đồ đó. À. Chứ không có cái người cao dày mà cái người thấp thấp không à, không có cái người cao. Cho nên mình là có cái người cao với bà chị tôi nè, bà chị này nè, hai chị em. Thì người ta có hai cái cây gòn song song cao vậy đó. Thì nói là hai chị em của 10 bé đó. Hai chị em của 10 bé đó. Mà vậy đó, hai cây gòn tươi tốt cao bự thì nó dí mình hai cây gòn, còn bao nhiêu người thấp không. Không có cái người vậy. Rồi má, con hỏi cái này, bây giờ khó khăn như thế, so với ngày xưa khó khăn như thế, hai cái tất nhiên là khác nhau, nhưng mà cái niềm tin của má bây giờ như nào? Niềm tin hả? Vâng. Bây giờ hồi trước sao giờ vậy? Đấy. Cách mạng là như thế đấy. À, hồi trước tôi tin là thế nào? Tôi tin cách mạng thành công, đánh thắng Mỹ, thì quyết liệt đánh được thắng Mỹ. Mà hồi đó nó thuần hơn, cái đội ngũ cán bộ đảng viên nó thuần hơn, nó không có thoái quá biến chất như bây giờ. Nhưng mà không vì vậy mà làm tôi là lung lay, làm tôi bi quan bất mãn gì hết. Mà tôi vẫn niềm tin với đảng, bởi đảng lãnh đạo là tôi vẫn niềm tin. Còn những cái thằng đó loại từ từ. Dạ. Nhất định mình phải loại, mà mình dù mình về hưu mình phải loại. Dạ, chứ mình không có để người khác, mình đổ thừa cho người khác. Dạ. Mình phải có trách nhiệm xây dựng từ dưới này lên. Cho nên là không bao giờ mà có cái suy nghĩ gì mà sai trái hết trơn. Cho nên là người hô sao không đi kia ở nhà lầu đồ này kia. Không, tại cái số của tôi như vậy. Số của tôi như vậy, không ganh đua với ai, cũng không thể chạy chọt với ai, cũng không gì hết. Ở mà mình so với hồi xưa quá sướng. Dạ, đúng. Mà bây giờ mình so với lớp người khác mình cũng quá sướng. Dạ, đúng. Quá sướng cho nên thôi đừng. Dạ. Dạ. Chúng con là tự hào là có má. Ê, quá tuyệt vời. Ê. Không thể biết nói gì hơn đúng không? Cái tới năm 68 á, tại vì cũng rất là hân hạnh á. Từ 61 ở phụ nữ tỉnh Cần Thơ, ở trong vùng giải phóng. Từ đất cơ là trời bom đạn mà đi theo bộ đội không nha. Đi phá chiến lược rồi này kia, xây dựng xã chiến đấu rồi mới cưng nhớ biết rồi đó. Xây dựng xã chiến đấu, phá chiến lược của địch, xây dựng để cho tụi nó đừng đi. Vậy đó, đến năm 67 về kế sách năm 68 là được rút về đưa ra tổng tấn công Mậu Thân. Trên đường đi là súng nổ đó, rồi ra đây luôn cho tới bây giờ đó, nói vậy đó, ra luôn tới bây giờ, hoạt động cho tới ngày 30/4/75 tới bây giờ luôn, 40 mấy năm rồi thì vẫn ở đây. Má bây giờ vẫn còn làm việc, phó chủ tịch hội nạn nhân chất độc màu da cam. Má còn hỏi má câu ở cái thời đó, cái tuổi má 16, 17 đi bộ đội, đi vào như vậy, ở trong một cái khu rừng như vậy mà bộ đội cũng nhiều, là cách mạng, tức là hầu như các tầng lớp, hay thì con đọc truyện con biết rất là nhiều về cái vùng chiến khu ngày xưa. Thì con nghĩ chắc là má hồi đó giống như là một bông hoa. Bông hoa đó rất là đẹp ở giữa một khu rừng như vậy. Rồi bây giờ khuôn mặt, bây giờ con nhìn khuôn mặt mà bây giờ cái dáng của má thời đó rất là hiếm. Thì má được hầu như tất cả về hình thức đúng không? Cái ý chí trong con người má thì con không thể nói gì hơn được rồi. Nhưng mà cái hình thức của má lúc đó phải nói là rất là tuyệt vời. Vậy thì má có không phải bận tâm nhiều đến những cái mối tình mà chắc là đơn phương yêu má con bị rất là nhiều lắm ấy. Con chắc chắn là như thế. Thì má xử lý làm sao ở trong cái hoàn cảnh như vậy? Là má tôi không nói, tôi chỉ ra ngoài. Nói đi, gọi đi, nghe đi. Má xử lý làm sao được, bởi vì đó là quy luật tự nhiên mà. Mày má xử lý làm sao được, bởi vì trong đó hồi đó là cấm. Dạ, hồi đó con biết là cấm. Trời ơi. Không được yêu đương. Mà được rồi, để yên. Dạ vâng. Nếu tai về cũng bị phê bình. Dạ vâng. Thì đúng là vậy, đúng là như vậy. Đúng là mình không có, mình phải cũng tự hào mình chứ. Dạ vâng.
đi đi vô rừng á, vô rừng mà chiếu phim á, mà người ta mở đèn lên thì người ta coi má hơn là người ta coi phim. Chính xác. Cái mấy cần biết cái phim mà chị Tư Hậu rồi đó. Đây 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 đây, Vĩ Tuyến 17. Vạn Trào Giữa 17 Ngày Và Đêm. Trời ơi, trời ơi, bà này bà còn đẹp hơn bà Tư Hậu nữa, bà Trà Giang đó, bà Trà Giang. Trà Giang. Nó mà bị gì mình rất là bình dân, mình bình thường hồi đó tới bây giờ như vậy, mình không có gì hết, mình không có gì hết trơn. Chịu lúc đó cũng vậy, cũng vậy. Rồi đó thì được rất nhiều người thương. Thương đồng chí, thương em út, thương tình cảm, đặt vấn đề tình yêu đâu có cho mà. Nó sẽ có. Nhưng mà mình á là vẫn không phải là mình quá đó là tự hào về cái mặt đó. Mình luôn luôn là mình phải cảnh giác, luôn luôn là mình phải giữ mình để cho đủ đúng cái đạo đức phong cách của một người đảng viên cộng sản nữ. Nữ mình cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng, cái đạo đức là quan trọng lắm. Cho nên nó là từ hồi đó cho tới bây giờ ai phê cái gì phê chứ không bao giờ phê phê má nóng tánh, phê má hay bọc trực hay góp ý rồi này kia, chứ còn không dám phê má cái chuyện đó không. Cho nên vậy đó, ra ngoài này nè, hồi giải phóng ba cái đoàn của Liên Xô, ba cái đoàn tiếp các nước nó vô nó hỏi má gì chứ mà nó ngồi rồi nó hồi nó đường ngón tay nói chuyện, nó hồi đường ngón tay bị gì mình tiếp quản đây, không có ai mà hơn mình. Thành ra tiếp đoàn nào cũng đem mình lợi hết. Mình nói chính xác, mình nói không có cái gì mà không có hết. Đâu cái năm ngày ngồi nó hỏi gì chứ chị hoạt động ở ngoài này vậy đó mà rồi chị có sợ mà sĩ quan binh lính của địch mà nó dè giảm chị này kia không? Tôi nói sợ chứ, sợ nó dè, nhưng mà nó vẫn hiểu cái phong cách của mình, nó dè nhưng mà nó không dám làm gì. Tôi luôn luôn lúc nào cũng phải cảnh giác, luôn luôn lúc nào tôi phải giữ ý, tôi không để hở một việc gì hết. Bởi vì tôi nghĩ rằng đó là mình đó là hở một chút thì đó là mình đã bị tụi nó dụ dỗ mua chuộc mình, thì mình là mất đạo đức tư cách, không xứng đáng là ai hết, chứ đừng nói đảng gì hết trơn á. Rồi không làm tròn nhiệm vụ của đảng giao. Mà hoạt động ngoài này mấy cưng biết là cực dữ lắm, cực dữ. Tức là mang hoạt động công khai, công khai từ 68 đến 75. Cực hình, cực hình. Mà dân hồi ở trong kia đó là cái dân mà chiêu hồi đó, rất nhiều cán bộ ở trong đó đó là nhiều lắm, đông lắm. Nhưng mà đó là ra ngoài này đó, mình cũng phải nói là được dân che chở. Dân ra đây á, thì nhờ cái dáng dốc, cái tướng tá, ai cũng nói là gì người này á, là bị hồi đó nó đồn là Việt Cộng đó, 5-6 người đeo một tàu đu đủ không có gãy, phải không? Đúng rồi. Mà mình lại đó là đâu phải vậy, mình rất là đẹp, mình rất là sang trọng. Rồi á, mình đóng vai gì biết không? Nữ sinh, vợ sĩ quan được không? Chứ không có đóng cái vai khác được. Đóng vai nghèo không được. Cứ những người má phải đóng vai đó. Đóng cái nghèo, vô xóm nghèo mấy bà đó lại liền. Mấy bà nói quần ra, quần áo giá, ra quần áo giá, người má ra ra má, chứ không có, không có bao giờ đó là khác được. Cho nên thôi thôi đi lại, lồi liền, lồi ra liền. Thành ra là không có đi vô xóm nghèo, đi vô xóm sĩ quan, rồi đi vô xóm nữ sinh, rồi là hợp lắm, hợp với lắm. Thì nay ở đây thì ra đi thì một cái bộ đồ khác, lại đằng kia thì lấy bộ đồ khác bận đi về. Mà có khi mình ở tại đây, mình ra đường mình đi, mình không còn nghĩ trở về đây. Vậy đó, nó theo dõi. Bởi vì nó liên áp, liên xóm, liên khóm, liên tổ, rồi tùm lum, nó kiểm tra cái người làm bạc. Vậy qua là mình đi luôn, không quay lại. Ra cái mình đi luôn, cái lâu lâu cái mình mới quay lại. Nhưng mà mình đổi hết, mình đổi áo, mình đổi mũ, mình đổi rồi là kia.
Má vậy là má không khác gì trong bộ phim Nữ Biệt Động Sài Gòn mình xem. Và phải bán bài lật ngửa trong mấy tập phim đó. Thì má là một nhân vật. Thì mấy cái người đây. Mấy người đó ngồi đây bên Lộc hả? Nữ Biệt Động Sài Gòn đây là má đấy còn điều. Ai? Ừ. Chị. Em chào chị. Vô đi. Ê, ngồi đây đi. Em khỏe hả? Ờ, khỏe. Trời ơi. Nữ sinh ở đâu? Bà Lọt vô đây rồi. Toàn những nữ sinh không? Ừ, toàn nữ sinh nha mà. Anh à. Má cho con hỏi là, má nói là đi vào những cái xóm, khu vực sĩ quan và này kia thì việc cụ thể nó là cái gì hả má? Ví dụ như mình đi vô đó, mình liên hệ với các cơ sở của mình đó, là rất hợp lý. Ở thì cũng tạo điều kiện ở trong xóm đó. Ở trong xóm lao động không được. Vô lao động không được. Vô lao động thì chút xíu thì nó phát hiện à. Rồi mấy cái cơ sở của mình á, cái mới đổi, tức là sao đó giao cái cơ sở của chỗ lao động nó cho người khác, rồi mình nó qua cái xóm khác mình ở, mà đóng vợ sĩ quan là hợp lắm, hợp dữ lắm. Hợp lắm. Không, thế là con mường tượng ra là như má là đi thu thập tin tức hay là kiểu như lấy tài liệu từ những cái cơ sở đúng không ạ? Không hay là vận động tuyên truyền lúc mà ra sáng tám ra thì hoạt động cơ sở đây cũng làm như là quỹ chiên của một cái quận quỹ vậy đó, mà nó gọi hồi đó nó gọi là cán sự khu vực á, khu vực một đây nè, thì mình đi tổ chức tuyên truyền gây dựng cơ sở bằng qua người này quen rồi quen người này quen người này quen người kia, người ta gọi là tuyên truyền theo cái hệ sâu chuỗi á, rồi phát triển lực lượng đó, phát triển lực lượng đến 71 á, đến năm 71 thì là mới qua làm thành đội phó của thành phố Cần Thơ trực thuộc cái trung ương, thì là coi như là phụ trách xây dựng lực lượng biệt động nội thành. Thế nên má là một trong những động, là má là xây dựng lực lượng biệt động. Ừ, đi xây dựng chứ không phải đi lại đây lấy thơ, lại đây lấy thơ, lại đây lấy thơ, không phải tổ chức. Thế má con làm biệt động không hay chỉ xây dựng lực lượng biệt động thôi? Thì xây dựng lực lượng biệt động, chỉ huy nó đánh đâu ngoài này luôn. Chỉ má huy có, má chỉ huy một trận nào má kể con nghe thôi. À đây chỉ huy mấy cái đánh chất nổ thôi. Không dạ. Có đánh biệt, bằng biệt động thì chỉ đánh chất nổ. Chất nổ thôi, quánh bên xe mới một trận. Dạ. Ừ. Cứ sáng của sĩ quan Mỹ. Quánh ở chỗ cái tà thu thâu một trận. Rồi nói chung là rồi ba cái người đó người ta làm nhỏ nhỏ, người ta cũng đi xây dựng vậy đó, cái lực lượng biệt động của mình nó xây dựng. Trời ơi, mà hoạt động trời ơi, càng bí mật thì nó càng lộ. Hồi đó có ông cùng hoạt động với mình, ổng bị bắt, cái ông chiêu hồ ra, ổng khai tùm lum hết trơn cơ sở của mình. May là mình không có giới thiệu cho ổng nhiều số, mà giới thiệu cho ổng là bắt hết trơn, tại ổng cũng thành đội phó. Thành đội phó mà bị bắt. Ừ, bị bắt tay chân. Nguy hiểm quá. Trời ơi, nói xin lỗi mấy cưng. Bên đầu chứ. Ông ở chung rồi ông khai. Má chân có lên gì? Đầu quá. Ừ. Tức là má tướng tá là sao, người sao. Rồi tả đẹp như thế nào, chân cẳng ra làm sao. Tả hết luôn. Tả hết luôn. Sau giải phóng này mới lấy toàn bộ cái hồ sơ ở chỗ cái nha cảnh sát đây nè. Rồi về đó là mới đọc. Ta mới đọc, mới khai trừ đảng ổng mới được. Vậy đó. Trời ơi, mấy ông trong đó mổ mấy mai mấy đường, cái miệng giật ở đâu, rồi có ông cục ngón tay nào con khai trừ. Trong cái ban chỉ huy thành đội. Dạ. Nguy hiểm. Nguy hiểm, một cái chức đó mà bắt mà bị khai vậy thì quá nguy hiểm cả một cơ sở. Tình đã nói tóm lại là từ hồi làm ra đây hoạt động ngoài này đó, thì không phải là cái dạng đem thơ cho người này kia, mà là cán bộ xây dựng cơ sở trong nội thành đó, để mà đó là sau này là tiếp quản thành phố Cần Thơ này, là một tay má là cái người tổ chức mai cờ. Wow. In truyền đơn gãi khắp nơi. Wow. Ai cũng lấy, không có ai mà làm hết trơn á. Đấy, đi ra ngoài lộ Hòa Bình này là chạy khắp nơi tiếp quản khắp nơi hết trơn. Chứ mẹ đẹp á, mẹ dễ tiếp quản. Nhờ, đâu có hồi đó đó là biết sao
nó nói mẹ là người phụ nữ Liên Xô qua, lợi tới đâu là nó đưa xe cho mấy cái đứa bảo vệ mình, tự vệ đó, tự vệ của nó lấy làm là người bảo vệ mình, đi xe riếp không à, đi miễn hết xăng lụi bỏ, lấy chiếc khác chạy chở tôi đi tiếp quản á, rồi là xong rồi chiếc nào hết xăng lụi bỏ. Vậy đó, biết bao nhiêu xe cộ chứ không có đi bộ đó, vui lắm. Nói chung là cái giải phóng thành phố này rồi sao, chính vì vậy đó mà tất cả các đoàn Tây rồi đoàn Việt Nam rồi Hà Nội gì các báo chí vô ở nhà tôi không. Hồi đó má ở trên nhà 150 ở đường Trần Đạo á, mà má rồi. Không có ở, cứ miễn đi đâu dọn đi chỗ khác ở, đi chỗ khác ở rồi bỏ cái đó lợi. Hồi đó mấy ông nhà báo vô 5 người, 7 người, 8 người, có người nấu cơm cho ăn. Thôi thôi bình thường đừng gì, cái đó không quan tâm. Bọn con phải đi. Con đi Đà Lạt có hồng với lại ớt. Ớt là xào thịt bò nghe má. Thịt bò đâu sao? Thì ra. Sao đưa không đưa thịt bò. Đúng rồi. Chính xác không hơn. Rồi. Xin phép má con đi đây, mấy em đã đi. Cái này là má là tổ chức biệt động Sài Gòn, không phải là biệt động nữa.